trong mùa mưa bão nguy cơ ngập úng cao. Để khắc phục kịp thời tình trạng này, công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ đã triển khai phương án phòng chống lụt bão bằng những biện pháp cụ thể. Theo đó, công ty bố trí nhiều tổ đội để xử lý kịp thời các trường hợp ngập nghẹt. Phương tiện xe hút cống được quy động để làm xử lý nhanh những hố gà bị nghẹt gây ngập trên đường khi có mưa to. Ngoài ra, công ty cấp thoát nước Cần Thơ cũng thay nắp trên 200 hố ga từ vật liệu cũ đã hư hỏng xuân cấp sang vật liệu mới composite với độ bền cao và không gây chướng ngại vật trên đường. Trong thời gian mưa bão triều cường, công ty cũng sẽ duy trì công tác ứng trực 24 trên 24 để xử lý nhanh những sự cố trên đường, không để xảy ra ngập úng, ảnh hưởng đến việc lưu thông.